Nhà xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình ABC trên băng tần 57.8 và Galaxy 19, và quý vị đang đến với chương trình Não Đường Tâm Linh cùng với Tuyết Nha đi khắp nơi trên thế giới để viếng thăm và lễ bái những ngôi cổ tự nổi tiếng. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tuyết Nha sẽ gửi đến quý khán giả những hình ảnh đẹp của Bagan trong ánh bình minh. Theo tài liệu lịch sử thì từ thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ 13, Bagan chính là thủ đô của vương quốc Pagan, vương quốc đầu tiên thống nhất được những lãnh chúa, hợp thành quốc gia Myanmar hiện đại. Trong thời hoàng kim của vương quốc kể từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ 13 đã có hơn 10.000 ngôi chùa, đền miếu và tự viện Phật giáo được xây dựng trên một đồng bằng Bagan rộng tới 104 cây số vuông ngay bên dòng sông Irrawaddy. Bagan tráng lệ và rực rỡ nhất là trong thời điểm bình minh và mơ màng khi giáng chiều đỏ ửng. Những tòa tháp cao thấp khác nhau được đánh thứ tự đến số hàng ngàn, nhấp nhô xen kẽ. Khi thả hồn bên tháp cổ trong tiết trời se lạnh dưới màn sương sớm ngắm bình minh Bagan, du khách sẽ thấy được một cố đô cổ kính, bao la và nhuốm màu cổ tích. Bagan được du khách nhớ tới như một địa danh kỳ thú bậc nhất của Myanmar. Xưa kia, nơi đây còn có tên gọi là Pagan và từng là kinh đô của vương quốc, tồn tại trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13 sau Tây Lịch. Cách Yangon, tức là thành phố lớn nhất Myanmar, chừng 600 cây số và cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai ở quốc gia này, khoảng 180 cây số. Du khách có thể đến đây bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Một trong những thời điểm tuyệt vời nhất để ngắm thành phố này là lúc bình minh. Hình thức trải nghiệm đặc biệt nhất mà du khách luôn yêu chuộng đó là bay bằng khinh khí cầu. Du khách có thể ngắm toàn cảnh cố đô trong nhiều tiếng đồng hồ và viếng thăm những ngôi đền, ngôi chùa vào buổi sáng sớm từ trên không trung. Những chiếc khinh khí cầu từ từ trôi đưa du khách đến với trải nghiệm tuyệt vời của vùng đất Phật cùng những ngôi đền chùa trải khắp thành phố cổ. Du khách sẽ có cảm giác như miền đất cổ xưa đang bừng tỉnh trong ánh ban mai. Bagan ngày nay còn khoảng 2.500 ngôi tháp như thế. Những ngôi đền, ngôi chùa được xây dựng trong thời kỳ Đại Hoàng Kim, đánh dấu sự khởi đầu của truyền thống Phật giáo tại Myanmar. Trong ánh bình minh, nơi đây mang một vẻ cổ kính, thâm trầm nhưng vẫn đầy sức sống. Được tận mắt ngắm nhìn những đền tháp cổ thức giấc cùng bình minh, hòa mình trong ánh nắng mới chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà Bagan mang lại cho du khách thập phương. Ở Myanmar, Bagan là một thành phố cổ được rất đông du khách khắp nơi trên thế giới ưa chuộng và muốn ghé thăm nhiều nhất nhờ vào sự bình yên, mộc mạc và vẻ đẹp chân phương. Như từ trên đỉnh tháp Square Chandor nhìn xuống, khung cảnh hùng vĩ, mênh mông của chùa tháp hiện lên như một bức tranh khổng lồ kéo dài đến tận chân trời, khiến ai đã từng một lần đặt chân tới Bagan không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ và thán phục thời hoàng kim mà vị vua Anuradha đã gây dựng. Cho
dù cuộc sống bên ngoài thế giới có nhộn nhịp và sôi động đến bao, thì cố đô Bagan vẫn bình yên, trầm mặc như đã ngủ quên vào quá khứ từ hàng thế kỷ trước. Rất nhiều ngôi đền chùa đều là những kỳ quan văn hóa thế giới, đến nay vẫn luôn thu hút nhiều vị khách du lịch mỗi khi viếng thăm. Những công trình này hầu như không sử dụng đến xi măng mà vẫn bảo đảm được kiến trúc vững chắc theo thời gian. Những mái vòm lớn được xây dựng một cách khéo léo theo dạng thùng. Những ô cửa sổ được sắp xếp tài tình để lấy những tia nắng chiếu vào gương mặt của các bức tượng Phật bên trong, tạo nên những phần hào quang tuyệt đẹp trên bức tượng. Tại đây, có một ngôi làng lá là Sale, nơi vẫn còn lưu giữ một số những ngôi đền và từ viện cổ. Và thu hút khách du lịch nhất trong số những ngôi đền nơi đây có lẽ là Joseon Kyanun, được xây dựng từ thế kỷ 19. Đây là nơi chạm khắc một cách chi tiết về cuộc sống trước đây của Đức Phật Thích Ca. Đến nay, sau gần cả ngàn năm bị tàn phá bởi thời gian và binh lửa, cố đô Bagan vẫn còn hơn 2.000 ngôi chùa chiền, đền tháp tương đối nguyên vẹn, được bảo tồn trong một cánh đồng diện tích khoảng 25 cây số vuông, không có người dân sinh sống, còn gọi là khu khảo cổ học Bagan hay đơn giản là Old Bagan. Ở hai đầu nam bắc của khu bảo tồn có hai thị trấn nhỏ Nianyu và New Bagan, nơi dừng chân của du khách bốn phương. Ngoài ra còn có các tiện nghi như phi trường, bến xe, khách sạn, nhà hàng, vân vân. Thưa quý khán giả, khi đến Bagan cổ kính, không thể nào không nhắc đến ngôi đền là Dharmayanji. Cách không xa ngôi đền Swe Sandor chính là Dharmayanji, có cổng vào và tường gạch bao quanh dù nhiều đoạn tường rào đã đổ nát. Dharmayanji là một ngôi đền rộng lớn tại khu di tích Bagan. Theo tài liệu ghi chép lại cho biết, người ta đã phải sử dụng đến 6 triệu viên gạch để xây dựng nên ngôi đền này. Không giống như những ngôi đền khác, Dharmayanji không có đỉnh tháp nhọn ở giữa và treo một cái chuông gió như thường thấy ở những ngôi đền tháp ở Myanmar. Đến với Bagan, chúng ta hãy vào đến thăm ngôi đền Swe Sandor. Nhìn xa trông giống như một kim tự tháp Ai Cập có 4 mặt 5 tầng và một tháp hình quả chuông ốp trên đỉnh gọi là stupa. Tương truyền thì ngôi đền này được xây dựng bởi vua Anawata vào năm 1057 để lưu giữ lại xá lợi và là một trong 8 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca được đem về từ Ấn Độ từ thời trước Tây lịch. Điểm đặc biệt của ngôi đền Swe Sandor là 4 cầu thang bằng gạch ở 4 phía, mỗi cầu thang có 5 tầng, để du khách và người hành hương có thể leo lên các ban công trên cao. Người ta đã lắp một dải ống tuyếp sắt khá vững chãi bên phải của cầu thang để du khách dễ leo lên cao vì cầu thang khá dốc và hẹp. Ngoài ra, Bagan cổ kính với ngôi đền Thabi Niyu được xây dựng vào giữa thế kỷ 12. Ngôi đền Thabi Niyu được coi là một ngôi đền cao nhất tại Bagan. Nhìn bề ngoài, ngôi đền đồ sộ quét vôi trắng. Bên trong ngôi đền Thabi Niyu còn có những dãy hành lang dài, sắp xếp bàn thờ với nhiều tượng Phật, với những tư thế và hình dáng khác nhau, nhưng tất cả đều được giác vàng lấp lánh. Theo lời kể, ngôi đền Thabi Niyu là kho tàng bích họa của nghệ thuật Phật giáo Myanmar. Nhưng trong đợt trùng tu, người ta đã quét vôi trắng lên tường,
và đã mất đi những bức họa quý giá đó. Tại Bagan thì ngôi đền Sulamani cũng là một trong những ngôi đền nổi tiếng khi nằm giữa cánh đồng trống bao la, xa đường quốc lộ và đã được vua Sithu Đệ Nhị xây dựng vào năm 1183, là nơi còn lưu giữ được một số bích họa với nét vẽ thô sơ. Nhưng đáng tiếc là những cuộc trùng tu đã làm mất đi khá nhiều những đặc điểm cổ xưa của ngôi đền. Sulamani là ngôi đền duy nhất ở Bagan có hai dãy nhà lá dọc lối vào, bày bán những loại đồ lưu niệm, chủ yếu có tranh cát và tượng khắc gỗ. Cũng giống ngôi đền Ananda thì đền Sulamani có bốn mặt nhìn ra bốn hướng, nối với nhau bằng những hành lang rộng. Mỗi mặt có một điện thờ Đức Phật Thích Ca. Dọc hành lang cũng có những hốc tường, mỗi hốc là một điện thờ Đức Phật. Thưa quý khán giả, ngày nay khi đến với Bagan để chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh lãng mạn với bộ sưu tập những ngôi đền chùa cổ kính, du khách vẫn thường lựa chọn biện pháp đi bằng khinh khí cầu. Khi lơ lửng ở trên cao, ngập tràn giữa những công trình kiến trúc cổ xưa, đồ sộ, du khách sẽ cảm nhận được như đang trở về quá khứ xa xưa, nơi mà mỗi công trình đều ghi dấu một thời đại lịch sử với những nét văn hóa đặc sắc. Bagan phát triển du lịch đã lâu nên có nhiều khách sạn, nhà nghỉ từ bình dân đến cao cấp. Xế chiều thì du khách có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên con sông Ayey Wawadi và thưởng thức những món uống địa phương. Môi trường ở đây rất thanh bình, không khí thoáng đãng, tạo cho quý khách một cảm giác sống gần hơn với thiên nhiên và nhất là những người dân địa phương. Bagan còn nổi tiếng là trung tâm kỹ nghệ sơn mài lớn nhất Myanmar, nên quý khách lại có thể đến viếng thăm những công xưởng và xem những người thợ lành nghề làm việc. Đến với Bagan, du khách lại có cơ hội tận hưởng trọn vẹn nét đẹp hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, con người và thiên nhiên nơi đây. Tuyết Nhà xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và xin kính chúc cho quý vị luôn luôn gặt hái được nhiều thành công và an lạc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình này vào tuần sau.